Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông quần áo lấm lem, dính đầy sơn trắng đưa vợ và con vào mua đồ trong một cửa hàng tạp hóa. Hình ảnh hai vợ chồng khắc khổ, tay vợ ôm một đứa con thơ đã để lại nhiều cảm xúc cho mọi người. Người ta nghĩ rằng phải giàu có nhiều tiền, phải ở nhà lầu xe hơi mới có thể mang lại hạnh phúc. Thế nhưng, đối với một người đàn ông này, chỉ cần một nụ cười của vợ và con thôi đã tuyệt vời lắm rồi. Theo người chia sẻ hình ảnh cho biết, anh này có thể làm nghề sơn nước cho các công trình xây dựng. Sau khi xong công việc, quần áo vẫn còn lấm lem sơn nhưng anh vẫn đưa vợ và hai con vào một cửa hàng trên đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức để mua đồ. Cả hai bé đều vô cùng háo hức khi được cha mẹ dắt đi mua sắm. Tại đây, người cha trẻ bất chấp quần áo lấm lem bẩn bụi, bồng đứa con trai nhỏ hôn nồng thắm, gương mặt đầy vẻ rạng người hạnh phúc, trong khi người vợ chọn mua đồ. Thấy con gái đòi mua thanh kẹo gói bánh, người cha cười tươi gật đầu trong niềm vui tột đỉnh của bé gái. Suốt buổi mua hàng tại cửa hàng sữa, mình chỉ nghe rộn rã tiếng cười vui của gia đình với hai con nhỏ này. Một người có mặt ở cửa hàng chia sẻ, hình ảnh trên khiến nhiều cư dân mạng xúc động, dù không phải là khoảnh khắc gì đặc biệt hay gây choáng ngợp, thế nhưng câu chuyện của một gia đình nhỏ không giàu có mà là hạnh phúc khiến nhiều người thán phục. Thời buổi hiện nay, dường như người ta quá xem trọng vật chất tiền bạc mà quên đi hạnh phúc trong cuộc sống, đôi khi chỉ là cùng vợ con đi mua vài món đồ linh tinh, vừa đi vừa nói chuyện vài câu phiếm với nhau và nhìn con thơ vui đùa vui vẻ. Có tiền thì vui thật, giàu có thì sung sướng thật, nhưng thiếu đi những thứ vật chất đó không có nghĩa thiếu đi hạnh phúc. Hạnh phúc luôn ở ngay trước mắt, quan trọng là bạn có nhìn thấy không mà thôi. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.